Thưa quý vị, theo Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, người khuyết tật có thể tham gia hiệu quả trong lập kế hoạch phòng chống thiên tai và thích ứng với biến đổi khí hậu nếu các địa phương lồng ghép vào kế hoạch phát triển kinh tế xã hội của địa phương mình. Và hưởng ứng điều này thì từ nhiều năm nay, các mô hình hỗ trợ người khuyết tật đã được triển khai hiệu quả, giúp họ có nguồn thu nhập trong cuộc sống hàng ngày. Những mô hình hỗ trợ người khuyết tật trong phóng sự sau đây tại huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình đang giúp cho cuộc sống của nhiều gia đình trở nên tươi sáng hơn. Mời quý vị theo dõi. Là một người khuyết tật, chị Đinh Thị Yến tại xã Cúc Phương, huyện Nho Quan đã từng gặp nhiều khó khăn cho cuộc sống khi không tìm được công việc phù hợp với sức khỏe của mình. Thế nhưng giờ đây, nhờ sự hỗ trợ của dự án, cùng người khuyết tật và gia đình họ xây dựng sinh kế sau COVID-19 do Ủy ban Nhân dân huyện Nho Quan phối hợp với tổ chức Action Aid quốc tế tại Việt Nam và Quỹ hỗ trợ chương trình Dự án An sinh xã hội Việt Nam thực hiện. Chị Yến đã là chủ của một xưởng may trong xã. Xưởng may này còn là nơi hỗ trợ dạy nghề, tạo việc làm cho nhiều phụ nữ khuyết tật tại địa phương. Theo Ủy ban Nhân dân huyện Nho Quan, hiện địa phương này có 4.606 người khuyết tật. Khi các dự án được thực hiện, nhiều người khuyết tật đã được hỗ trợ kinh phí để thực hiện các mô hình sản xuất phù hợp với sức khỏe của mình, như mô hình may mặc, nuôi ong, trồng rừng. Hiện nay, các mô hình này đều mang lại việc làm và thu nhập ổn định cho người khuyết tật và người thân của họ. Huyện Nho Quan là địa phương miền núi bị ảnh hưởng nặng nề bởi thiên tai. Mỗi khi mưa bão xảy ra, các con đường bị chia cắt bởi nước lũ, đặc biệt là các thôn nằm trong vùng đệm của vườn quốc gia Cúc Phương. Nhiều năm nay, một đập tràn đã được xây dựng hỗ trợ cảnh báo thiên tai cho mọi người. Đập tràn này cũng nằm trong dự án thúc đẩy phát triển hòa nhập của người khuyết tật và xây dựng cộng đồng thích ứng với thiên tai và biến đổi khí hậu. Theo Ủy ban Nhân dân huyện Nho Quan, hiện trong huyện đã có 64 người khuyết tật có sinh kế bền vững để phục hồi sau đại dịch COVID-19. Thông qua các chương trình hỗ trợ người khuyết tật, huyện miền núi Nho Quan và tỉnh Ninh Bình sẽ có thêm kinh nghiệm để nhân rộng các mô hình, dự án tạo sinh kế cho cộng đồng người khuyết tật vươn lên trong cuộc sống.